Bây giờ mình có hai cây này nó gần tương tự giống nhau ha. Cái thân này đây, cái thân này cũng như này, đây chia ra, đây chia ra cũng giống nhau. Cái này là mình sẽ giữ yên, mình không có làm gì nữa. Còn cái này mình sẽ cắt ra để mình coi nó khác biệt gì, nhưng mà thiệt ra là tại mình muốn không muốn hai cái thân, mình muốn một thân thôi. Mình sẽ giống như cắt ngang đây chia làm hai cây á, đây cây này nè, nó giống như vậy nè đó. Mình sẽ tới ngay chỗ cái tay mình á, là mình sẽ đó cắt ra giống vậy để cho nó thành nguyên một cái bảng nè, nó không có hai cái bảng dính nhau. Nhìn nó giá trị mỹ thuật khó kiếm đẹp hơn ha. Đó. Còn cái cây này nó là vậy. Nó có ba cái nhánh này, hai nhánh hai bên này. Nó có hai cái cây giống như bình thường, như là cái đột biến. Ở bên này nó lại có một cái nhánh dưới nó đưa lên. Nhưng mà mình nói tại sao mình cắt nó nha. Bây giờ mình sẽ cắt cái bỏ cái cây này ra nè. Giống như bên này bị cắt vậy nè. Tại mình muốn chôn rễ nó tới đây ha. Mình chôn rễ nó tới chỗ này nè. Và lúc mà mình cắt ra đó, để gì, để thí dụ mình tách ra nè, nó không có che cái bảng của mình. Mình thấy được nguyên cái bảng này. Giờ để cho nó che nè ha. Rồi mốt nó mọc lên nó khó lên up này kia. Giờ mình sẽ cắt cái này ra. Cái thân bên này thì không phải đột biến, nó chỉ cũng là thử. Rồi cái tới cái bảng này. Này nó hai nhánh này giống như một bảng ha. Đó, nó giống như một bảng nè. Bên này nó giống như một bảng riêng nữa nè. Nếu mà bây giờ mình để giống vậy thì nó sẽ tròn 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 tròn. Ở trong mé trong nó khó lên lắm. Sao này? Không, bây giờ mình sẽ tách làm đôi. Mình sẽ tách nó làm đôi. Tách làm sao mà cho hai cái bảng đều phải đẹp hết. Đó. Thì bây giờ ngay đây vậy ha. Chọn một cái bảng mình thích, ok bảng này thì mình thích nè, ok. Bảng này mình cũng thấy ok nhưng mà không đẹp bằng. Nhưng mà giờ mình sẽ để cái rễ dưới này nè, cho nó bên nào nhiều. Nhưng mà nếu mà làm cái thế này á, thì cái rễ này phải giữ cho mé bên này. Mé bên này á, là nó có một cái khúc đen đen này là cũng là nó già đó, thì nó sẽ mọc rễ được nè. Cái non là khó mọc rễ lắm, cắt cái là phải cắt chỗ già nha. Có nghĩa là giờ ngay đây ha, mình sẽ cắt xuống, mình sẽ cắt xuống từ đây nè, xuống đây nè, đó theo cái hình này, đó mình cắt kiểu vậy nè, thì cái này nó vẫn nguyên bản nè, đó. Rồi cái bên này nó sẽ là vậy nè, nguyên bản nè. Cái cây này thì cái nó đẹp, không cắt cũng không được, cũng không sao. Nó không có lớn nhiều mà không ảnh hưởng gì nhiều các bạn. Mấy cái này là sen Hàn Quốc, mà cái giống này mình bây giờ mới có, muốn trồng về thì cũng đẹp. Nhưng mà này nè, nếu mà mình trồng nữa mình mốt nó sẽ chen chút nhau ngay chỗ này ha. Ủa là anh xử lý này luôn hả? Ừ, cái cây này các cô xử lý làm đôi luôn. Chắc vậy, em thấy đẹp. Thì sẽ cắt ngang đây nè. Đó, ngay như chỗ mình bấm tay nè. Phải để nó khô hả? Đó, mình sẽ cắt ngang đây nè. Mình bấm ngang đây. Coi như là được ra hai cây. Cái này được hai cây. Hai cây đều đẹp hết, không có bị gì hết. Không có vết tích gì hết. Cắt ra là cái dấu cắt này mình để khô rồi á, là mình sẽ chôn cái này xuống tới đây.
cho rễ già nó mọc lên. Còn này mình cũng vậy, mình sẽ chôn xuống tới đây cho rễ già một cây lên. Nói chung cái này bên này là mình chôn mình phải lắp qua mé này nè để không thấy cái thẹo luôn, nó nằm dưới đất luôn. Nè rồi sao đưa đây quay dòng để tôi cắt coi. Coi chừng cái nút á, đụng cái nút là nó tắt á, không có đụng vô rồi mấy cái nút ngay đó. Rồi sao? Tôi đốt cái này cái ha, ba muốn gương mặt của ba hay là tại bàn tay quay hết. Tôi đốt xong rồi xuống làm rồi phải gửi gần lại đây nè. Cái này á là đồ cũ rồi, mình mới mài lại. Lau chùi xong giờ mình đốt nó. Đốt với mình nè. Đốt trước khi cắt. Mình diệt khuẩn đó. Nói chung là diệt khuẩn đó. Đốt chút xíu. Rồi xong. Xử lý. Giờ làm cây này trước đi. Thấy không? Chiếu gần vô nha. Đó, mình sẽ cắt cây này ra nè, ngay chỗ này luôn nè, ngay đây nè. Ok. Bây giờ cái kéo này vậy, nếu mình để vô vậy ha, mình cắt á thì sẽ ok nè, thấy không? Nè nha, bấm nè nha. 1 2 3. Đó, rớt ra. Cái này á để từng là nó khô và chồng xuống. Hai cây đều phải để hết nha. Chứ không có trồng được tại vì mình mới cắt á. Rồi coi như em này xử lý xong ha. Em này không cắt. Giờ tới em này đi. Mấy người nào dễ làm trước. Đây ha. Bây giờ nếu mà mình cắt bên này thì bên này nó sẽ có cái thân. Nhưng mà bên này bản bự, mình cho cái rễ này vô bên cái bản bự, mình cắt ngang đây. Nghe. Mình cho cái rễ này vô bản bự này. Mình giữ cái quan trọng nhiều hơn chút. Ok. Đó. Rồi mình sẽ cắt giống vậy. Đây nè, hơi xéo xéo vậy nè. Thấy nó ngang trên không? Còn nếu mình cắt về thì nó nhọn, đúng không? Mình cắt hơi vậy nè. Trúng cây bên này. Không trúng đâu. Ok. 1 2 3. Thấy không? Thấy chưa? Này ra thành một cái nè. Thấy chưa? Tại cái này nó mọc, nó sắn vô nè, mình phải tách ra thấy không? Không nó cứ mọc chung nhau đó. Thì nó sẽ không thấy đó. Đẹp. Mai mốt á mình chôn xuống tới đây là thấy nó nguyên bộ nè. Là mấy cái bảng này nổi lên bự bự nè. Mình không cần cái khúc già này, khúc già này để mọc rễ nha. Khúc già này nó mọc rễ, cái này mình chôn tới đây được rồi, không có cần phải chôn hết tới đây luôn, chôn tới đây cả này để lắp cái này. Nhưng mà cũng phải để cho nó khô ha. Rồi tới em này. Bây giờ mình quyết định là mình giữ cái rễ này cho bên nào đó, thì mình sẽ xử bên kia. Nhưng mà nếu mà mình xử bên này dày, ok, thì bên này nó không có cái già nhiều quá, bên này nó có cái khúc già này nhiều hơn chút nè. Giờ mình giữ cái thân già cho bên này, cái ngay đây mình sẽ cắt ngay đây. Ở bên này có chút xíu thân già nó ra rễ nè, thân non này khó ra rễ dễ chết lắm ha. Đó, đã vô vậy, nhắm cho đàng hoàng. Ok, một chấm vô thấy rõ chưa, 2 3 bấm. Thấy không? Đó, mình lấy ra nè, đây là một thân nè. Thấy chưa? Khúc này á, mai mốt mình sẽ chôn xuống tới đây nè. Chừa nó khô ha. Là bên này nè, thấy không? Nếu mình chôn nó xuống tới đây là thấy đẹp không? Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, em này cũng xong luôn. Rồi, cái khúc này. Bây giờ cái rễ này nè. Cái thân già này mình sẽ tập trung vô cho cái cây bự này. Bên này á, là mình sẽ không có cần cái thân già. Bên này nó có một thường một đột biến. Ok. Giờ mình sẽ cắt kiểu này nè. Hơi ngang đây chút. Nè, giống như nè. Đó. Nhưng mà ráng xéo xéo xuống chút xíu để lấy cái già chút nè. Thấy không? Ok. 1, 2, 3. Đó. Thấy không? Là nguyên bản. Vậy ha. Mai mốt mình chôn xuống tới đây. Tới chỗ cắt nè, thấy không, thấy nó nguyên cây không? Thấy. Đó, là đẹp đó, thấy không, thấy nguyên cây không?
nó này nằm dưới đất á, cái tay mình che làm đất, cái này thân già cho nó mọc rễ ha. Đó rồi cái em này nè, thấy không, bây giờ vậy nó cái này khô ha, là nằm xuống đất là mình chôn tới đây nè, em này nè, thấy không, đó mình chôn tới đây nè, làm được hai bụi. Thực ra mình cắt là để nó đẹp thôi chứ cũng chỉ bụi, tại vì mình muốn cái này nó đẹp nè, nhưng mình có hai cái giống nhau ví dụ vậy. Quay để giữ mai mốt coi lại coi thân nó lớn sao, nó khác biệt sao ha. Cái này nó hồng lắm, đẹp à. Thay đổi màu hồng nữa, đừng có quơ nhẹ nhẹ nha. Rồi anh đưa bản, em để máy tại quơ, thấy không, thân già này bao đảm ra rễ. Chôm tới đâu hả? Cái này chôm khoảng tới đây nè, đó lắp tới đây nè, cái thân già xuống là được rồi, đẹp ha. Cái cây đó em thích, còn đó là bông thường, còn cái này là bông chùm thôi, không chùm thôi, mà giống này đỏ cam. Còn hàng này thì cái thế quá đẹp rồi, chùm lên là đẹp rồi, cái thế quá đẹp rồi. Cái này có sẵn rồi, mình không có làm gì hết, à. Nó quá đẹp. Đừng để tôi nghiêng nha, dưới yên máy đi. Đó thấy không, thấy trên này không? Thấy không? Bên này nè, thấy cái thế quá đẹp rồi. Em này thì quá đẹp. Anh đưa gần trên có cái bông được không? Ở trên đỉnh đó. Ừ, đó là đứng yên đỉnh. Chấm. Đó, em muốn thấy cái này nãy giờ. Đẹp quá ha. Rồi. Nãy giờ thấy bản. Đây là đột biến luôn á. Thấy không? Thấy cái bản không? Cái bản không? Ừ, chôm tới đâu anh? Thường đó. Cái này phải chôm tới đây luôn nè. Ừ. Mấy cái này đâu có rễ gì đâu. Ừ, phải chôm cao lên. Ở đây nó hơi bị... damage nó rồi xong nó bị hư á, giống như là nó khô lại rồi đúng không, chuyện này không sao hết á, mình trồng xuống giờ là trồng gần lên trên cái non phải không? Đúng rồi, trồng lên tới đây khúc này luôn nè. Khúc này luôn nè. Đó là ở trên nhìn thấy vậy thôi, tạm thời không thấy thân nó đâu, tại nó nhỏ quá, chắc vài năm quá. Nói chuyện đã xong rồi chưa? Còn em này là bụi đó ha, này bụi đó, này giống nó gây thôi. Rồi này em này được mấy đầu, 4 đầu ha, 1, 2, 3, 4 đầu, 4 đầu chùm. Còn đây em này, em này là có cái này là ra rễ chắc rồi, không sợ đâu, thân già không cần làm gì nữa. Đây là thế này không? Nó cong rồi ha. Nó ở trên này sẽ cong theo giống vậy nè, cũng có cái bông cái nha. Trời, thấy không, rồi mé bên này nè ha, nó cũng cong cong dưới nè, chôm tới khúc này đi, khúc đen đen này nè, chôm hết xuống phút này nè. Đó thì nó sẽ vậy. Rồi đi qua bên này, em này thì dễ làm rồi, để mấy cái lá này nè khỏi cần bẻ luôn, cho nó khô đi, tự động nó khô, đừng làm cái bị thương cái thân nữa, đúng không, giờ mình cứ chồng xuống vậy thôi, rồi mai mốt á nó ra rễ nhiều rồi, muốn mình nhổ mấy cái này vẫn được, không sao. Mấy ngày này là về mình trồng liền được rồi đó, tại vì trong lúc nó ship đi nó khô queo hết rồi, giờ này đâu nó héo queo héo quắt rồi. Thấy cái này dày không, cái thân nè, trời ơi, thấy những cái bản đẹp không? Ừ, thấy kêu cơ, thấy không? Cho có cái bông được không? Bên kia em thấy có cái bông, bông góc bên kia kìa, góc gì? Ừ, đó, chúc cho anh chúc luôn. Rồi, thấy không? Bản bự không? Anh đưa bàn tay 4 năm mốt rồi ha. Đây. Bản này đẹp à. Bản này quá đẹp. Nhìn nhưng mà non quá. Dày ha, cái thân dày lắm á. Dày đó, thân dày. Rồi tới em này. Em này là nó là đột biến á, nhưng mà nó mọc sát quá không thấy được. Ừ. Đây nè. Giật lá khô lên. Nói chung là không thấy được. Thì thấy cái bản trên này thì sẽ biết cái đột biến. Ở trong này nè, nhìn cái bảng trên thì biết nó đột biến nha. Này muốn thấy bảng chắc cả lên trời mấy năm qua. Okay. Còn đây là em này. Này candy. Em này bự anh ha, bảng mỏng. Em này là không có bị chia cắt gì. Này là
vít lành này là vít lành nè. Còn nếu mà cắt mà chia là tắt từ trên xuống dưới là nguyên cái này, thí dụ cái vải giống như bị chì nó đi lên nó khác với lại cái mà cái của nó ra giống vậy xong nó bị khô ha. Cái này nó ra bị khô chứ không phải là cắt ha. Này được nguyên bản. Đẹp quá. Thì chồng cũng che tới xuống tới chỗ rễ già nè. Là xong rồi đó ha. Thằng đó em thích. Nhưng mà nó em này chắc không cắt, còn nếu mà muốn cắt á thì chỉ cắt một nhánh này ra thôi. Nhưng mà thấy để đẹp hơn á. Đây nếu cắt là cắt một nhánh này ra nè. Cây bông kia tự nhiên mọc ngược lại dấu gì. Nhưng mà đẹp. Đẹp, nó thiệt ra nguyên cái của nó đẹp. Nó có bản đột biến. Thấy không? Thấy cây mọc ngược không đẹp không? Đúng rồi, nó mọc ngược nhìn dưới ha. Vậy nhưng mà sao chôn? Chôn được mà, chôn tới đây nè. Vẫn chôn để vậy nè. Nó gãy anh bẻ ngược nó gãy tại nó đã đi xuống mà. Hay là nó gãy? Nó gãy. Vậy mình cho nó ra luôn đi, lỡ nó vốn là nó vẫn chưa rớt ra, nếu mình chồng nó vẫn dính, nhưng mà thôi lấy ra luôn ha, lấy ra đem chồng riêng cho kéo cắt đây xử luôn rồi xong đâu dặn rồi đây để em chồng cái bông của nó đột biến mà nó còn nguyên cái bông ở trên này nè, tẻ đó. Đây bản đột biến đây nè, nhìn là thấy biết nè. Thấy không? Đó đúng rồi, em cần vậy. Đẹp rồi. Thế bản không? Nhưng mà loại này không có bản bự đâu, bản nhí vậy thôi. Cái loại này nó vậy rồi. Nó giống gót ma. Nhưng mà đẹp ha. Đẹp, nó màu hồ, đỏ cam hồng. Chôn tới đâu? Hả? Em hỏi bao hoài là chôn tới đây nè. Thế đó hả? Chôn tới đây là bắt buộc không sao đứng nổi. Nặng thấy bà. Không phải có rễ là rễ đâu ba. Để dưới khúc như này nè, dư sức. Được hả? Có nhiều người đem về mấy cái này cứ cắt bỏ gì làm để bị thương thêm, cái kệ nó không có ảnh hưởng gì hết. Đây là em đang cặp. Thí dụ ai thích muốn trồng nhiều thì cứ cắt ra, mà mình không cắt mình để luôn cho đẹp. Ôi, em thấy đẹp, em thích để vậy. Ha. Đẹp ha. Lấy dày anh ha. Thấy cái ngón tay tôi, ôi trời. Nè coi cái bông nó cứng lắm á, cái loại này là không phải erium mỏng đâu, nó là loại cứng. Lấy dày cúp vô nè. Giờ mình không biết cái bông nó gì luôn. Để cứ quơ chậm chậm. Rồi. Sâu này đẹp. Này red. Nãy nó kêu red khoai gì quên tên. Đỏ. Đỏ nâu đậm. Này cái bản như vậy. Đẹp quá. Thấy không? Ở đây nó hơi bị thẹo, muốn ra lại không sao. Ở đây cũng vậy. Sao? Cái này nó vàng chanh. Mốt nó trong đẹp mà nó vàng chanh. Đẹp. Cái này chỉ có vàng chanh thôi chứ nó không được hết. Mà nó đẹp. Nhìn cái thằng cái bên giống mà không giống. Thấy này không? Thấy. Này cái cây kia mà cái nó quên lên đi. Mình có cây nó hồng hết đẹp. Đây thấy không? Cái cây này. Ok, nè mà nói nha nè, cái này là bị chia nè. Cái này là thiệt ra nó một cái bản còn bự nữa bên này. Nó đi xoắn. Người ta cắt xong rồi lâu rồi, cắt lâu rồi chứ không phải là mới đây đâu, lâu rất là lâu lắm rồi, bây giờ nó khô thiệt khô luôn, giống như là củ củ. Vậy mình trồng tới đâu thì mình trồng mình che nó luôn. Mình phải che nó luôn mới đẹp chứ còn mình để lên là đâu có đẹp, phải không? Giờ mình trồng cái mé bị cắt này từ đây nè xuống dưới đất luôn, coi như nó là nguyên bản. Sen bản á, mình trồng nó có cái không? Bản nó không có bị thẹo bị thiết, coi như cái những cái chỗ cắt này của người ta cắt trước á là mình chôn xuống dưới đất luôn. Nó được màu màu hồng. À. Có những cái bảng nó đỏ theo cái mà thí dụ giống như bây giờ vậy ha, mình chôn vậy, mình đừng có chôn đứng vậy, ok, mình chôn hơi nghiêng vậy nè, để cho cái bề này nè nó xuống dưới đất luôn thì nó mới đẹp, thấy không? Thấy cái đây cái rễ này đi hơi xéo qua đây không? Nhưng mà có những cái cây nó đỏ theo lá, cỡ này anh chính cầm là nó màu hồng, có thân nó hồng, thân đỏ và thân nâu giống như cái hằng nãy nó thân đen thù lùi. Còn cái em này thì nó quá nhìn đẹp. Nó xấu xí không? Này không có to lắm, to gọi là thịt dư, thịt bò, thịt gì cũng được ha, muốn gọi gì gọi. Đẹp ha, mà thân đã hả? Mình không biết là cái gì ha. Thân nó bự hơn ngón tay cái nữa. Wow. Nha. Này là sống chắc, bảo đảm luôn, tại vì vậy. Nhưng mà đừng ấy nha, đừng tưới nước nhiều nha, chỉ để đất ẩm thôi. Ẩm cho ra rễ thôi. Mấy cho ra rễ. Đất nước không còn. Quá đẹp anh ha. Cái này chắc phải cả năm giờ mới đẹp. Còn nữa. Em này. Này mình không biết bao nhiêu cây nữa nha. Đây, em này là mình không có cắt này đâu. Đúng ra nếu mà cắt cũng được nè.
đúng không? Nhưng mà em có cái bông nạp vô cái thân rồi. Nhưng mà nó ngược lại đây, nó là che mất cái khúc cái này của mình nè, che mất cái bản chính nè. Thì bạn nghiên cứu đi, chắc xử nó ra đi cho đẹp. Đúng này rồi. Nguyên cái thân quá bự đẹp quá à. Đúng không? Ở bên này chắc cũng bị xử rồi nè, chắc xử nhánh đó. Ở đây bên này cũng xử một chút nè. Ok, bây giờ vậy mình xử cái này ra luôn, lúc mình chôn tới đây luôn nè, cái đen đen này nè, cho ra rễ nè. Vậy muốn quay cái bông rồi, tại vì cái này là cái bông này á. Em muốn chụp cái bông nó là rồi đó. Okay. Xong ha. Xử đi. Rồi xử luôn. Nhìn đó. Nè, để kéo vô. Thấy không? Để về cũng khó cắt lắm á, phải để cho theo nó đó. Đây nè, thấy không? Đó. Đừng có làm bị thương cái thân ở trong nha. Thấy chưa? Em thấy rồi. Rồi nguyên bản nguyên con là đẹp rồi đó. Đó, vậy là tỉa em lại giống như làm cho nó hoàn hảo hơn chút xíu. Hoàn hảo hơn, nó không có che cái thân bự của mình uổng. Tại trồng mấy cái đột biến nên là mình phải nhìn cái bản mới nhìn rồi, nó xong. Mới hút hồn. Đây. Cái em này nhìn cái thịt của em này. Giống khác nha, thấy coi nè. Giống như là một cái tờ giấy với một cái búa. Ừ, chính xác. Em muốn con cái gần con. Đây, này. Em này thì dày. Em này nó bản bự quá. Rễ thân chà bá ha. Rất là mập luôn ha. Em muốn coi cái bông này ngay đây nè. Em này gọi là ú. Đó, bông của đó. Em này là ú. Em này thì mình không biết màu nha. Mấy cái này á, mai mốt mình nhổ bỏ mấy cái lá đem bị từ từ để nó khô mà không phải đem. Biết. Nhưng mà mấy cái này là mình cái nào cắt, không cắt là mình trồng đúng không? Không cắt là trồng được hết á. Mấy cái này giống gì không làm gì là cứ trồng được trồng hết. Trồng thôi, còn mấy nào mình cắt thì mình phải để. Để cho nó một tuần nữa. Mà không có phơi nắng nha. Dạ, để chỗ mát mấy... thôi. Thế thằng này giống nhau quá ha. Khác cái sầu giống. Thì bởi nhưng mà nếu mà nhìn sơ sơ nó giống. Giống không? Không, lá dày mà sao giống được trời. Em hỏi mọi người thôi chứ giống mà mình biết nó khác. Đây nè, nhìn thấy khác rõ ràng. Cho mọi người coi rain chop của Korea nè, nó hồng. Còn cái rain chop mà mình của mình đây nó đỏ ao à. Mình có cái hình ngoại lát mình lấy. Nè, cùi bự lắm nè. Cái của nó, cái cây của nó bự mà anh cầm em được. Đây. Cái cùi đá hả? Thấy cùi không? Bự ngón cái hơn anh ha. Hơn ngón cái tôi. Anh giúp em lấy cái cây nè. Bữa mình mới có, mình lấy bên kia về. Nó nhỏ đó, cái đó rang chấp nhỏ thì rang chấp lắm. Con voi, con voi đem ra ngoài còn đó. Hôm bữa đợt trước mình có quay cái cây này rồi, nó màu hồng, đỏ. Này giống này nó cũng màu không vậy đó, tại trồng trong nhà dưỡng nó cho ra rễ, nó xanh lè. Nhưng mà cây này nó không có lớn, cây này nó lớn. Để làm em. Hôm bữa mình mua không có rễ nhưng mà nó lên cái con này. Thấy không? Cái cây này thân này hôm bữa nè, là nó không có gì dễ ra lá lên cái con này. Giờ mình dưỡng đi, chừng nào nó có rễ khỏe là nó khỏe xong rồi đem ra nắng. Thành màu này nếu mà ai coi cái clip kia bữa mình về mình cắt ha, mình có quay cắt không? Thì mọi người sẽ thấy nó mình cắt rồi á. Thấy không? Ra nhiều lắm á. Mình còn bên kia một. Bởi vậy nếu mà ví dụ mình lỡ đi mua hay đi đổi cây á với bạn bè vậy mà mình thấy cái thân về nè chọc lóc nè không sao hết, nó sẽ ra lại nó đẹp. So cute. Đẹp không? Mình thích cái hàng màu hồng đó. Mình gom bớt mớ của mình xong mình đi đổi mình lấy được mấy cái này nè cũng được ha. Cái con nhím này bữa là không có rễ anh ha, nhỏ xíu đỏ, bên đây nó lớn rồi, nó có thêm cái dòng này lớn nảy lên nè. Nó có bảng nè, hôm bữa là không thấy bảng. Bữa nay nó đẩy bảng lên là anh. Nhưng mà bữa nó đỏ lắm, đỏ cam á. Bữa nay nó tươi rồi nên mình phải dưỡng. Này bữa giờ mình dưỡng trong nhà từ cái clip kia tới giờ. Tôi bê lại cái này bữa chồng ra lại cho bà coi nè, đẩy qua cho bà coi. Ủa, bữa đó là lễ là gì anh? Lưu Di hả? Quên. Sinh nhật bà Lưu Di. Sinh nhật em nhớ là 17 hả? Bây giờ nhiều tháng hả anh hả? Một tháng trời mình dưỡng trong nhà. Đây, nó lên lại nè. Cái chơi đó là bữa mình cắt nè, cho coi. Bữa này cái cây này nó hồng lắm luôn á. Nhưng mà bây giờ nó tốt. Quay hai bên luôn. Nó tốt rồi mọi người. Nãy em mở nước chưa, trụng cho coi. Đây, cây này bữa nè. Lúc bữa trụng chung giờ rõ ra riêng nè. Đó. Lá nó bung ra rồi nè. Bữa nó hồng lắm nhưng mà mình đang gọi là dưỡng nó một tháng rồi đó. Nó mới có cái rễ con nè.
đó để con mẹ mọi người thấy không? Đó. Đây vô chậu rồi nè, đó ra rồi lại nè. Cái này là mấy cái mà hôm bữa không có rễ mà làm rễ rồi đó. Đây cái này hôm bữa mình lớn lắm, mình cắt là mấy cây anh hả? Ừ, ba cây. Ba bốn cây. Bốn cây. Ờ, với cây mẹ nữa. Cây mẹ có rễ. Mỗi tay rồi. Đây nè, mình vô rồi, cái này thấy nhìn thấy lạ không? Đó, nhìn đây. Đẹp không? Em trả cho anh nha. Thôi, 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 thôi. Em mỗi tay. Cái này nè, quay gần lại cái này nè. Cái này đặc biệt nè, biết gì không? Hôm bữa mình sợ nó không sống, nhưng mà thấy giờ nó lên lá non rồi không? Sống. Cái nhỏ, ly nhỏ nó không sống. Thấy không? Ừ. Đây nè. Nhưng mà thấy không? Nó mới thích cái cây này nha. Thấy mình cắt ra không? Để mình lấy cái ly nhỏ cho con. Mình tưởng là nó không sống, nhưng mà nó sống ngay. Cái này nó kêu candy mini nè, candy lớn. Đây mình lấy candy lớn cho mọi người coi. Anh, cái đó nó kêu candy mini, này candy lớn. Đây à, candy lớn với candy đây, mini. Đây giờ bỏ lại nè. Thấy không, mình lấy một nhánh nhỏ xíu của nó nè, mình trồng ra cái ly mà nó vẫn lên nè, thấy không? Ừ. Là cây này đó. Là bữa mình cắt ra, mình cắt ra nhiều lắm, được 4 nhánh lận á. Còn hai cái khác nữa bự giống vậy để chỗ khác. Một tháng trời. Nói chung là mình làm rễ mà nó ra màu xanh đó là mình mừng rồi đó. Nhưng mà thật sự hôm bữa là mình tưởng nó không có sống nổi đâu. Mình tưởng nó không... xíu à. Yêu mình cây lớn mình cũng sẽ chết nữa. Tại vì có những cái chỗ mà nó bị ấy á, là nó giống như là bị úng bị mốc vậy. Ừ. Rồi mình cắt mình bỏ ra luôn. Nói chung nó thấy lá xanh lồi lên là mừng. Đây nè, nhìn cái ly nhỏ này mới nãy nè. Chút xíu. Này rất là nhỏ nha, quay gần thôi chứ nó này, rất là nhỏ. Cái tay mình nhìn là biết rồi. Nói chung nhìn cái cục đó muốn dục à. Tại nó vừa khô vừa héo vừa lum. Đây con san hô của mình nè. Rồi. Đẹp không? Mình quay luôn cái này lắm. Nguyên cái. Cái này là bữa giờ mình vô chậu đó. Thấy không? Ừ. Đó, mình chia ra mình lấy mấy cái nhánh đẹp đó. Đó là mấy cái mà đợt trước mình cũng mua, mình cũng giống cái này nè. Giống cái đống này nè. Thì mình cắt mình làm rễ mình làm ra đó. Làm rễ ra mình bỏ vô chậu. Bây giờ cho coi cái này nè. Bắt đầu ra rễ quá trời nè. Thấy cái này không bữa không? Thấy rễ không? Em thấy rễ non đó anh. Quá trời luôn không? Ừ. Nè bên này nữa nè. Thấy rễ không? Ừ. Có nghĩa là ở dưới nó cũng có rễ rồi đó. Ừ. Thấy không? Đẹp quá không? Ừ. Rồi. Thì mấy cái đó vô chậu, còn mấy kia mình sẽ vô chậu một mớ nữa. Nói chung mình nói chung bây giờ cái nào mà mình thấy những nhà mình có nhiều cái xong mình đổi với bạn bè mình cây. Dạ. Yeah. Tại vì chơi cái này đổi cái mình không có. Chơi này nhây lắm. Cứ đi tìm hoài nhây. Chồng nó ra con ra nhánh cái xong mình chẻ ra. Chia nhau đổi. Ví dụ giống như là cái cây là nãy mình chẻ hai vậy đó, tìm được hai cây thì mình có thể có quyền đổi cây. Đau quá. Nói chung là tại vì cái chơi đó người bạn nào thích thì mình đổi với người ta có đồ mình thích thì mình đổi. Tại nói chung là mình chơi cây thì mình thích có cái này có cái kia thì mình đổi thôi. Đúng ra thì cây này nè, tại vì mình cũng để nguyên cũng đẹp lắm á, nhưng mà mới chia ra lỡ mà ai thích mình đổi được. Cái này cũng vậy, đẹp quá ha. Cái sâu rớm rồi các bạn. Sâu vàng, hồi nãy của mình là con sâu đỏ. Đó. Một cái con sâu vàng và một con sâu đỏ cam. Này vàng chanh, vàng cam luôn. Mày chưa lên màu. Kìa, đi ra quay các bạn rồi kìa. Các bạn em chưa dọn xong mà. Trời sao này nặng vậy trời. Em vậy, cầm, cái bạn nó dày lắm. Em cầm lên em nghĩ nó nhẹ lắm. Nó cái bạn dày lắm. Còn cái này con sâu gì? Sâu móng đen. Nhìn nó giống nhưng mà nó không giống nè. Tại cái móng đen mà nó nhỏ. Rồi. Trả anh à. Em mệt rồi. Đó em đi gặp mình chút. Đau nữa. Mệt rồi. Nè bà nhớ ấn cho bà nhớ.
thấy không? Ừ. Nhìn kỹ lại, thấy không? Mấy cái lá này nè, mai mốt mình bỏ đi là đẹp à. 1, 2, 3, 4, 5 gì nè. Từ từ, cũng... từ từ nó khô à, mình bỏ nó đi. Mình trồng nó ra rễ cái đã. Nói chung á là mấy cái nào chưa cắt á là trồng được đó nha. Thấy cái này không? Thấy vậy chứ nó được chút xíu vàng ở đây thôi nè. Nó vẫn còn non đó lắm. Mới cắt mà. Ừ, nó vẫn còn non lắm, cẩn thận phải cho nó thiệt khô á, không là nó úng liền luôn á. Ừ. Mà cái thằng này cái lá mà loại này nè. Ở trong này nó đầy nước luôn. Ừ, nó dư sức. Mình bẻ thử lá cho coi. Dư sức xài. Thấy không? Nó đầy nước luôn. Cái nước, cái lá nước này á, ok. Bóp ra nè coi nè, nước không à. Thấy không? Nước không thấy không? Thành ra đừng có sợ cây nó chết. Không có tưới gì, cứ để khô, để đất khô thôi. Và làm giống mình hôm bữa chỉ á, là để đất ẩm dưới ha. Cái xong rồi ở trên, mấy trên để giống như là giờ nói 4 lóng tay đi. Thì mình để 2 lóng tay dưới đất ẩm, 2 lóng tay dưới là đất khô. Rồi mình trồng mình xuống. Là được rồi. Anh Chính nói cho mọi người coi cái bàn của mình, nhưng mà mình đâu có sắp xếp đâu, nhưng mà anh Chính nó sẵn quay. Sẵn quay cho mọi người coi. Chứ mùa này cũng mình không có dọn gọn lắm. Đây là những cái cây của cô Ri của mình được. Nè cái cây ranh chóp bữa đợt đó đó, sinh nhật mình đó, là anh cắt làm đôi nè. Còn cái này Red Candy nè, anh nói nè. Ok nè. Rất ngọt. Thằng này cũng ok. Nãy hơi nhúc nhích thôi. Chắc cũng clip này cũng dài rồi. Này quay xa xa. Cái này cũng là đột biến của Korea nè. Mà nó lên màu. Bữa nó nắng vậy đó, mà tại vì mình còn lạnh đó. Mùa thì này tôi cắt có quay clip đó. Cái này anh Chính cũng cắt 2 cây. Mà mùa này lạnh anh không có dám đem ra, chứ không là nó lên màu dữ lắm. Đây là cây, để mình lấy cái cây. Nhớ mấy cây này hồi xưa nó nhỏ xíu lúc cắt không? Trời ơi, giống như là cái cọng bún. Mình đây này, cái cây này anh làm đôi. Cái cây hồi nãy anh đó là đó đó. Anh mới có. Không, nó là ở đây nè. Không, anh đang nói cái bảng lớn. Đây nè, là cái cây anh Chính cắt luôn mà nó đang một cây con nhiều lắm. Dạ, để mình chở nha. Hồi đó tách đôi, không tách là nó là hai lần. Anh phụ em được không? Tại em hơi nặng chút. Đó. Cái này nè, là một á. Hồi đó mình tách làm đôi á. Là tách không rễ luôn á. Mà bây giờ nè, cái con thấy thương không? Nó đỏ ao mà mọi người thấy. Còn không? Nếu mà để nguyên lại giờ nó bụi bự dần dần rồi, nhưng mà không chung, sao, trong thời gian nó cũng bự à. Mình rất thích cái màu đó, với cái lá đó, nó đâm ra mình rồi để lại. Nặng quá. Nặng có chừng lá đâu. Nói chung độ đây của đi mà mình không có quay gần được đó. Này đột biến khúc ngược. Kìa coi bán thường nè bự không? Cái bản này của mình nè, đẹp chưa? Không có xoay được, chật cổ quá. Thấy cái tài tôi không? Nó bị lạnh đó, bữa mình không có giờ rồi á. Bây giờ mình mới... Sao? Mấy cái lá nó múc ra lại. Ô, oh, cái bảng này bự quá ha. Hai bàn tay chưa tới luôn, hết luôn á. Còn kia mình cũng là đột biến không nha. Ở đây cũng là đột biến, nhưng mình nó chưa có... Mình mới giờ nó chưa có... Nếu mà nói về bảng bự thì tạm thời, bây giờ là mình chỉ có một cái bảng bự này là bự nhất. Này mình cũng có đột biến rồi nha. Nhưng mà bữa khác mình quay đột biến đi. Cái này thiếu không? Cái này nè, để xa xa ra. Thấy nguyên một đống không? Giống như cái cây này nè. Cái này trời kiểu. Đó, thí dụ mình muốn đổi với bạn bè vậy không? Cứ ở ngoài thí dụ người ta bán một nhánh vậy nè, 7 đồng, 10 đồng, 12 đồng tùy chỗ đó. Giờ em nghĩ cái đó nếu mà mình cắt ra, cứ nhánh cắt ra chắc cũng quá trời luôn. Mà quá trời giờ đếm gì chà. Không, thì thí dụ nói vậy đó. Mới làm bonsai. Là mình đổi cây với người khác được. Cái này cũng cầu riêng mà nó bớt màu rồi. Tại vì mùa này nó mình đem vô á, mình sợ lạnh đó. Đây nữa nè. Hồi nãy cái kia khác cái này anh ha. Cái cục cây cao cao á. Cái này mình mới về chậu đó mọi người. Nó lớn, hồi đó nó chất béo à. Cưng. Chắc gấp đôi. Bên kia cầu riêng mình chưa lên màu. Nói chung mình đang có những cái bảng đột biến. Ồ đây nè, cái ranh chóp thường của đây nè, thấy nè, nó lên màu nè. Lạnh quá đem giấu nó đó, chứ nó màu đỏ ở ngoài. Để trước nó lỡ.
Trọng của mình là quá nghệ thuật. Bao lâu rồi ta? 34 rồi đó, đây này. Đây nè, mình cũng có cúc ngược nè. Này này này. Hả? Ồ, có đến bàn được không? Ở đâu đó cũng... Sorry mọi người, mình cũng tầm lâm tà la nha, mình chưa có giờ. Đây đẹp không? Ôi trời. Quay chung quanh nó luôn, đi chung quanh luôn, từ từ đừng có qua. Nè, anh Chính còn bản nãy chưa đem vô rồi, thấy không mọi người thấy không? Cái cây này ha. Kỳ đó có quay clip bà làm ha. Có không? Nói chung là lúc làm xong hay là có đang quay làm xong không? Thôi à. À, là nó nhỏ lắm bây giờ nè con nè. Chứ tại vì mỗi một cái clip mà nếu mà quay cái này á, hầu như có cứ quay đồ máy quay của mình đâu ha. Đi chung quanh. Nếu mà mọi người mà làm cái này mà quay á là lâu lắm, tớ nghĩ là 1-2 tiếng gì đồng hồ mới nhét được đó. Cái này cũng lâu rồi, cả năm không á. Không có dễ làm đâu, cái này không có dễ làm đâu nha. Cái này mùa hè cho mọi người coi lại cái này cắt bỏ đi này nữa đây con nè. Để tỉa lại cho nó đẹp. Là cái này là không hề có một cọng rễ, mình nhét toàn là không có rễ không. Này còn riêng trồng riết giống như local luôn rồi. Đẹp tại vì nó không lên màu, mình để cho nó mát. Đâu có đâu, từ từ mùa hè. Tại kia nó đỏ là nó sẽ lên. Em đang lạnh nè, nó đang có nè, nó màu nè. Tại trong này em nhét nó nhiều lắm đó nha. Đây nữa nè, nó lên màu, ai nói nó lên màu anh. Cái bình này là khoảng 2 găng tay. Cái bình này tốn công nhiều. Đẹp lắm đó. Mà cây cũng tuyển không đó nha. Cây mà cây này nó rát đỏ đẹp quá hả? Nhưng mà trồng bình này nếu mà gió mạnh quá đó sợ ngã thì đem đi giấu. Bữa nào mà có gió quá mạnh. Này nhiều quá. Không nó ngã xuống ở bể luôn. Xử lý nó đi. Không, đây không có xử. Cái này nè. Không cắt để luôn. Xử cho đẹp. Không, để luôn. Muốn nó đỏ cho. Cái này mình có đột biến của thằng gì anh? Nó lỡ gì sưng rồng, tại thấy đột biến mua cho nó vui. Rẻ lắm. Này nó rác à. Không dám đâu, đồ của em đó. Được chưa? Cái này nó màu đó tím. Để mình sẽ gom lại một chậu. Mình còn đồ chơi nữa nè mọi người. Ta ta. Mình còn đồ chơi nữa nè. Ta ta. Cái này đẹp lắm nè. Cưng chưa? Này có màu nha. Rất là perfect. Đẹp á. Chắc như đây tạm bye bye mọi người đi. À, Liên hơi 40 phút rồi, phải lót phim nữa. Khi khác Liên quay lại nha. À, Liên có làm cái vàng này lại sương sương với lại Liên sẽ làm tiếp. Cái này nhìn chưa có tỉa lá nha. Đẹp không? Đó, này có thân nha. Này nó mới làm có thân luôn nha. Này hồng rồi, mới đây vô xanh lại. Nhìn hơi héo. Thằng này nè, đẹp không? Cực kỳ đẹp. Cái này đợi mùa hè quay lại thì mọi người mới thấy nó quá đẹp. Em nói nhờ anh gấp mấy cái con này vô nè. Ờ, quên gấp mấy cái lá khô nó lộn mấy cái con. Cái này nè, của mình con dâu. Nó ấm lên rồi, cái này bự nè mọi người thấy không? Xuống tiếp. Thôi bye bye nha. Dịp khác mình quay lại cho mọi người coi. Mình có cái cây này nó lên màu. Nó đang lên màu á, mà lạnh quá mình sợ quá mình cho nó vô đây luôn. Chứ nó đang lên màu rất là đẹp mà lá rất là cứng. Đây là được biết. Bữa nó đang lên màu đẹp lắm mọi người, nhưng mà nó này cái nó biến bản lớn lắm mà này nó cũng yếu quá. Đây là những cái đột biến thật là đẹp, thấy không? Cái này cũng đột biến luôn nha. Liên còn nhiều đột biến lắm ở ngoài trước nữa nhưng mà không có quay được cho mọi người coi. Cái này mình mới làm á, mình dưỡng năm ra mọi người sẽ không thấy nó đẹp. Nhưng mà quay sương sương là thấy cái này là biết đột biến ha. Cái thằng này nó cũng đẹp. Ở đây nữa nè, mình cũng có đột biến rét đỏ. Đâu rồi. Thấy không? Đó.
cái này mình cũng chưa có thay cái cây của nó đó. Đẹp không mọi người? Cái này mình cũng có đọc biến, này là của mình từ lá ra ha, chưa có thấy bảng. Này bữa có màu đẹp đó, mình đây nó 40 rồi ta. Ủa, để ngoài luôn à? Bây giờ mình anh Chính xếp vào bàn, tại vì mình đang có cái đồ mà mình cần dưỡng trong nhà đó, chưa có rễ đó, thì anh Chính xếp cái này ra cho nó lớn. Bây giờ mình làm tới thằng kia. Cái cây này nó không có đẹp lắm, màu xanh vàng thôi, nhưng mình đã làm bonsai rất là nhí. Rất là đẹp. Cái nắng mới đẹp anh ha. Chỗ làm rễ trong. Ừ. Anh Chính nó để dời ra để lấy chỗ làm rễ đó mọi người. Thấy đẹp không? Đây nè. Mình nói máy bay nhưng mà tại anh Chính giờ ra đó nên liền không máy bay, liên quay cho mọi người coi nha. Thích quá à. Bữa nay nhà mình bị đốt cháy. Đẹp quá. Mê mấy cái này mà chán. Mấy cây này kia nằm ở đó cũng không có rẻ luôn đó. Mà bây giờ nó đẹp không? Nó có màu á, nhưng mà mình cưng quá, mình không có dám để ra ngoài cái chỗ mà nó mùa này nó còn lạnh, nó ráng một tháng nữa mình dời cho nó đổi màu lên nó đẹp. Baby finger bữa nó đang hồng ơi là hồng luôn. Chỉ dời vô nó hết. Cần này cũng vậy luôn. 42, bye bye mọi người. Liên làm thêm một cái dãy hay đó nữa. Thì đây nữa, để đằng kia nữa, nó cho mình ngắm mình đang làm. Đằng kia mình có nhiều cái đột biến cũng lạ lắm. Nhưng mà nó nhỏ nên cũng hẹn dịp khác nha, bye bye mọi người nha. Em bye bye nha. 45. Trồng cầu riêng là chỉ để ngắm thôi chứ vốn đợi mà san sẻ với mọi người, với bạn bè thì hơi chua chát. Chỉ là để vui thôi chứ mà mình san sẻ với mọi người cũng chua lắm, trồng chua lắm. Cái này màu hồng đẹp lắm nha. Cái này mọi người không thấy, nó hơi sáng, đang có cây con. Liên cưng cái cây này lắm, nó có từ mấy năm hồi đó. Liên cưng có một nhánh nhỏ xíu mà bữa nay được hai nhánh cưng ha. Chào tạm biệt, thấy thương quá mà mình còn update lên nữa. Ta. Đồ cô đi gì mà nó cái gì cũng nhí nhí, thiệt là bực bội.